Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh Ăn Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn nóng điều hòa của xe Hyundai i10 2010. Đời này nó là dòng đời xe đời cũ của phiên bản i10 anh em nhé. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon của Hàn Quốc, mã sản phẩm của nó là 97606X000. Sản phẩm được sản xuất 100% nguyên vật liệu chính là từ nguyên vật liệu hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Đây chúng ta có thể nhìn thấy lên trên đời 2010 thì tất cả các hãng xe, không chỉ dòng Hàn Quốc, Nhật Bản lẫn xe Đức đều đã tiến hành một cuộc cải cách là sử dụng 100% là phin túi anh em nhé. Đây, khi mà chúng ta muốn kiểm tra để thay lõi lọc thì chúng ta chỉ cần cho cái lục giác đây xoáy và thay 6 tháng nên thay một lần thì cái hệ thống điều hòa của mình nó sẽ đã khá là ổn. Đây là hai cái mặt bích của nó này, ra dàn nóng. Đây là cái tai để chúng ta bắt vào cái khung giá đỡ dàn nóng và két nước anh em nhé. Đó. Đây, chúng ta cùng nhìn mặt trước này. Đây. Mặt sau của sản phẩm này. Đấy. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.